Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đòi thủ tướng từ chức, tin từ Istanbul. Người biểu tình chiếm đóng công viên Gezi ở thành phố Istanbul đòi thủ tướng Tayyip Erdogan phải từ chức trong lúc ông ta sắp trở về nước sau chuyến công du Bắc Phi. Thành phố Istanbul trong đêm hôm qua đã yên tĩnh sau nhiều ngày biểu tình bạo động, xô xát với cảnh sát. Tại quảng trường Taksim, một nhóm biểu tình đang đóng trại, thiết lập một nơi phân phát thực phẩm và cứu cấp y tế. Cuộc biểu tình ban đầu chỉ chống lại chương trình xây cất tại công viên Gezi đã trở thành một cuộc biểu tình của nhiều thành phần chính trị khác nhau, cho rằng Thủ tướng Erdogan là một nhà độc tài. Sau khi lên cầm quyền từ năm 2002, chính phủ của Thủ tướng Erdogan đã có thể giảm bớt quyền lực của quân đội, từng đảo chính 4 chính phủ trong 50 năm cuối của thế kỷ 20. Hàng trăm quân nhân và nhà báo đã bị giam giữ vì âm mưu đảo chính chính phủ đảng AK. Nhóm biểu tình tại công viên đã đòi hỏi chính phủ phải từ bỏ chương trình tái phát triển, cắt chức các thị trưởng và những chỉ huy cảnh sát phải chịu trách nhiệm đối với việc đàn áp những người biểu tình trong những ngày qua, trả tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt và ngừng dùng hơi cay, tôn trọng tự do ngôn luận. Hội viên của nhóm đoàn kết Taksim đã trao yêu cầu cho Phó Thủ tướng Bülent Arin tại một cuộc họp ở thủ đô Ankara. Việc cảnh sát nặng tay đối với người biểu tình tại công viên Gezi đã lôi kéo nhiều thành phần khác tham gia, từ giáo sư cho đến sinh viên. 2 người bị chết và trên 3.000 người bị thương trong 6 ngày biểu tình.